Nhất được tạo tàn thế này làm sao mà sống nổi. Đại có nhiều bụng nghe hồi thôi, thiếu oxy và nhiều vi khuẩn gây bệnh nữa, phải làm sao đây? Các bạn đừng lo, đã có vi sinh cải tạo môi trường Tagon Tamiowash Tapon Pro giúp nước sạch, tái sạch, phân hủy mùn vã hữu cơ, thức ăn thừa, chỉ các vi khuẩn gây hại, chỉ các bệnh đống rong, đống khói đèn, đen mang, đứt râu, sâu đuôi. Giúp tôm khỏe mau lớn trong môi trường sạch và bền vững. Ôi, môi trường sống ở đây an toàn và thoải mái quá. Tôi rất khỏe mạnh khi sống trong môi trường này. Chúc anh giá trị một niềm tin. Chào anh ba, có gì mà vui dữ vậy? Không vui sao được anh hai? Tôm tôi nuôi mấy năm tháng đạt hai mấy con ký hả? Trời sao hay quá vậy? Tôi cũng nuôi với anh sao chậm lớn quá? Tôm còn bị bệnh ăn yếu nữa. Có bí quyết là chỉ tôi với anh ba? Có khó gì đâu, dễ ở hả? Chỉ cần sử dụng bộ dinh dưỡng Kata, Tavitamin, Tabetaglucan, Tabinder cung cấp các loại vitamin khoáng chất cần thiết, bổ sung men vi sinh có lợi cho tôm, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh về gan, đường ruột to, giúp tôm khỏe mau lớn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Tốt quá, kỳ này tôi phải nuôi theo cách của anh ba thôi. Bà xã ơi, có bí quyết làm giàu rồi. Chúc anh giá trị một niềm.